sáng 12 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh với chủ đề Cỏ non của năm tác giả là cựu phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và 77 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam 15 tháng 9. Triển lãm giới thiệu 70 sáng tác mới của năm tác giả là năm nhà báo từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam là Lê Cương, Đỗ Hương, Minh Quang, Kim Sơn và Nguyễn Tiến Lễ. Các tác giả đều có điểm chung là có năng khiếu hội họa từ nhỏ, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh, công việc của phóng viên chiến trường, của tòa soạn, nên đến khi nghỉ hưu mới có thời gian và điều kiện đầu tư cho tình yêu hội họa. Cỏ non, tên gọi của cuộc triển lãm với hàm ý, những cây cỏ mới đến với hội họa, nhưng gợi gắm trong các tác phẩm lại là sự từng trải của những nhà báo từ một thời lăng xả khắp các lĩnh vực mọi miền đất nước. Triển lãm Cỏ non, đa dạng chủ đề, từ tĩnh vật, phong cảnh, chân dung đến tranh trừu tượng. Các tác phẩm chứa đựng nhiều cảm xúc, kỷ niệm, tình cảm của tác giả trong quá trình sáng tác nghệ thuật, tác nghiệp báo chí hay trong đời sống hàng ngày, đem lại cho người xem sự nhẹ nhàng, lắng động, lẫn niềm vui với cuộc sống đa dạng sắc màu. Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 tại tòa nhà cơ quan thông tấn xã Việt Nam, khu vực Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.